Câu hỏi thứ hai là đến thời điểm hiện tại anh có muốn thực sự bắt đầu một mối quan hệ nghiêm túc với ai chưa? Ví dụ như là em. Rồi. Chỉ là đôi môi chỉ mà cười quá mà đâm miệng á. Nghe lốt nhạc đã, đang yêu đời. Câu hỏi thứ ba là em rút mọi người. Câu hỏi thứ ba đó. Hôm bữa em có nghe anh bảo là nếu như mà để anh yêu một người con gái thì phải để anh gặp và tiếp xúc rồi thì anh mới biết được là có cảm giác thích hay là cảm giác yêu hay không, đúng không? Đúng rồi, từ trước đến giờ đều như thế. Ví dụ thì lúc ví dụ đi. Ý là từ trước đến giờ ấy, ai khi mà anh đã xác định kiểu muốn thật lòng với ai là ít nhất là cũng phải gặp nhau đã, chứ không thể là kể cả qua mạng như thế này cũng không, chưa thể biết được, phải tiếp xúc với nhau ở cạnh nhau mới biết được. Người tóm lại như thế, tóm lại là không yêu ảo thế thôi. Thế thì mới vừa lướt qua em tiếp xúc với em trong cách mà em gọi là quan tâm hay là chu đáo với anh về cái cách phục vụ của anh á, nó đặc biệt hơn khách hàng của em một tí, thì anh cảm thấy khi mà tiếp xúc với em thì như thế nào? Anh cảm nhận được mà, anh cảm nhận ngay từ vài giây phút đầu tiên thôi, chúng mình gặp nhau xong rồi cái ánh mắt của em trao cho anh nó gần như là anh nhìn vào mắt em, kiểu hai người nhìn vào mắt nhau xong rồi nở một nụ cười với nhau ấy. Anh thấy có một sự gì đó rất là quen thuộc và gần gũi. Kiểu như nhìn phát là ồ, đây nha. Bà nha, bà chính là sau này bà phải làm vợ tôi nha.